3 học sinh chết đuối ở đập thủy lợi Quảng Ngãi. Về quê nghỉ lễ ngày 30 tháng 4 với ông bà, ba cháu bé đi chơi đập thủy lợi ở thôn Tây Phước, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, không may sa chân vào hố sâu chết đuối. Ngày 29 tháng 4, ông Võ Hồng Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, xác nhận ba cháu bé về thăm ông. Bà dịp nghỉ lễ ngày 30 tháng 4 không may chết đuối ở đập thủy lợi Phước Hòa, thôn Tây Phước, xã Bình Khương. Theo ông Thắng, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, các cháu Nguyễn Thiên Bảo, 12 tuổi, học sinh lớp 6 trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Khương, Cao Trần Cẩm Tiên, 8 tuổi, học sinh lớp 2 trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Khương, Trần Nguyễn Thiên Hưng, 5 tuổi, trường mầm non Bình Khương. Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, thân nhân gia đình phát hiện ba cháu bé đuối nước ở đập thủy lợi nhưng đã muộn. Bảo và Hưng là anh em ruột, còn Tiên là anh em cô cậu với hai anh em Bảo. Theo người dân địa phương, nhân dịp nghỉ lễ ngày 30 tháng 4, cha mẹ đưa các cháu về chơi cùng ông bà và được ông bà dẫn đi chơi ở khu vực đập nước Phước Hòa tại thôn Tây Phước thì gặp nạn.